mình giới thiệu với các bạn này, cái cây này là cây lan đồng láng chung. Đó. Lan đồng láng chung này có kích thước là khoảng 16 cm, nặng 78 g, chất liệu là lựa nhựa cao cấp này, đó, hoặc là gỗ này, cán gỗ này, và thanh lăn bằng inox này, và đồng lan đồng này. Đó. Thì cái lan đồng láng chung này mình chủ yếu là mình dùng lan trên vùng mặt, cánh tay, bàn tay, bàn chân, trên da, khắp trên vùng mặt, có tác dụng là giải tỏa ứ đọng do máu tụ, là mịn da, có tính âm. Còn cái cây này gọi là lan đồng láng lớn thì kích thước nó khoảng 17 cm, nó nặng khoảng 188 g. Đó, chất liệu nó bằng nhựa cao cấp bằng gỗ này, thanh lan bằng inox này, và đầu lan đồng này, lan đồng đặc. Đấy. Thì công dụng của cái thằng lan đồng láng lớn này có tác dụng là lan trên vùng lưng, bụng, là mịn da, mát da, hạ sốt, có tính âm. Thế thì tóm lại là gì, cái thằng chung này mình sẽ lan khắp trên mặt này, cổ với gáy này, ngón tay ngón chân này, trên cái vùng diện tích nó nhỏ. Còn thằng to này mình sẽ lan trên vùng toàn thân này, trên lưng bụng này. Thế thì hai cái thằng dụng cụ lan này có tác dụng lớn nhất của nó là nó tính âm, nó làm mát, nó hút nhiệt, nó hạ sốt. Thế những người mà bị huyết áp cao ấy, và những người mà bị sốt ấy, là mình nên dùng cây này. Đó. Thế thì mình sẽ dùng như nào thì các bạn quan sát nhé. Ví dụ ở trên tay mình lan khắp như này. Đó, để nó làm mát thôi. Hoặc là mình có thể lăn dọc hai bên cột sống cho những người mà đang bị sốt, cho em bé đang bị sốt. Hoặc là mình sẽ lăn trên mặt như thế này. Đó, các bạn xem này. Mình sẽ lăn khắp mặt như thế này. Đó. Đó, nó rất là mát các bạn ạ. Lăn khắp mặt như này. Nếu mà mới đầu mà nó mà lăn cho em bé mà nó đang sốt mà lăn lạnh quá thì mình có thể nắm trong tay một lúc để cho nó đỡ lạnh đi. Sau đó mình lăn khắp như này. Còn những người lớn như là lăn như này rất là thích thú này. À, nó có tác dụng nữa là mịn da các bạn ạ. Đó. Thì đối với những người bị tiểu đường ấy, thì người ta lấy cái lan lồng lan to, người ta để trong tủ lạnh, sau đó người ta áp lên cái vùng này này. Đó. Để chữa cho những người bị tiểu đường. Đó. Chữa những người bị tiểu đường nhé. Thế là rất thích hợp cho những người mà bị huyết áp cao ấy, mà những người hay bị nhiệt, những người bị sốt táo bón ấy. Rồi.